말할 기회가 많지 않았어요. 그래서 하지만 현재 베트남 사람들과 이야기한데 베트남 선생님은 베트남어로 사용하네요. 베트남 사람 없어요, 여기. 근데 중요한 거, 뭐, 베트남 사람도 없지만, 내가 문제가 하나 더 있는 게, 아, 베트남 사람이 말을 알아듣는 것도 중요한데, 내가 베트남 사람 말 알아듣는 게더 중요해요. 그러니까 듣기가 더 중요한데, 지금 발음 연습하고 있지만, 듣기 훈련도 같이 해야 돼요. 그러니까 듣기도 잘해야 되고, 말하기도 잘해야 되고. 듣기가 안 되면, 형태네, 형태너이 말하는 거 발음 좋을 수가 없어요. 오케이. 선생님, 잘 들었어요. 하지만 발음은 베트남 사람 가끔 이해 안 해요. 예, 쉽지 않아요. 오케이. 그러니까 연습하고 있어요. 바탕 꺾어 깎고, 발음은 도이 어려워요. 도이 도이 바이 헉헉 헉, 바탕 땡볕. 오케이, 돌라틴 또. 대양 또이다 고강앙 랑만 마탁태죽 뉴혼 노득 술람 다이도이 홀론 네 니아 킹할라지 존 소식이네요. 나는 건강하게 먹고 또 많이 운동하려고 노력해 왔습니다. 저만 큰 차이는 많답니다. 포테 독 가우킹 벳 네. Đó là tin tốt đấy. Tôi đã cố gắng ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhiều hơn. Nó thật sự làm thay đổi lớn. Nè, mình읽어볼게요. Đó là tin tốt đấy. Tôi đã cố gắng ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhiều hơn. Nó thực sự làm tay tôi lớn. À, đâu anh ấy tôi hình tôi là tin 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 tốt tốt tin là tin đề. Tay đủ tay 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 rồi chứ tôi đã cố gắng cố gắng không ăn uống lành mạnh mà và tập thể dục cũng mà rất là nhẹ hơn nhẹ anh nhiều hơn nhẹ hơn nó thực sự làm tại tại đôi lớn요거는 한번더 읽어줄래요? 한번더 네, 연습해볼까요? 한번 네네. 있어요. 네. Đó là tin tốt đấy. Tôi đã cố gắng ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhiều hơn. Nó thật sự làm thay đổi lớn. Tôi lớn. Thay tôi lớn. Ok. Đó là tin tốt đấy. Tôi đã cố gắng ăn uống lành mạnh và tập thể dục nhiều hơn. Nó thật sự làm thay đổi lớn. Senim, John Hi, ikku Ok. juseyo, Son Senim, John Hi, À, ok. 다시 한번. 이번 볼게요. 라틴 토 틴토 토토토토 때라 도이다 꼭간간간
ông ăn ông làm mình mình và tập thể dục tập 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 thể dục thể dục thể dục. nhiều không nó tập sự làm tay đôi lớn mà lên để tay đôi lớn Hai đội lớn, à sự làm viên tay đôi trai viên lớn mạng mà tinh đi ta. ok thầy sẽ Ừ, chắc chắn hay. không hiểu đó là tin tốt cái tôi đã cố gắng hàng ông làm mang và tập thể dục nhiều hơn nó tức sự lần tại tôi lớn John John He ít cứ chú sẽ yêu Như con làm thế. Bali Bali ít cứ video ốc sao Tôi nhà phải phải cứ đọc sale tôi là yêu tin tốt tốt tại tôi đã cố gắng ở đây nè đang ăn uống đang đang lãnh mạnh 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 cái sale và thấp thế thấp thế chút thấp thế chút như không nó ô tức sao xú rảnh tài đồ lớn tài đồ à xếp trả này không dễ ăn ChatGPT sorry oops, sorry ở tầng cuối không Moon ChatGPT từ kỳ Huawei X EcoBoost CEO ChatGPT on dọn CEO dọn CEO ChatGPT ChatGPT dọn CEO ChatGPT sorry Isoyo. ChatGPT Bom O 새로운 거 소리 연습할 수 있는 거 알아요. 근데 뭐 같이 연습하는 거니까 여기서 해도 돼요. 그러니까 기술적인 거는 뭐 상관은 없어요. 아니, 연습은 지금도 인터넷 통해서 하고 있어요. 근데 연습을 하지만 베트남어 발음이 쉽지가 않아서 더 많이 연습을 해야 돼요. 오케이. 짝짤로 저희 다 탑중 바오 việc của chữ chép như không đó là thời buổi thì tôi ưu tiên chắc ngữ nhà tiếng Anh mùa Nè, Molon y cho yếu chắc chắn nè rồi yọc si chung bun han sumion nun ji han nun te chip chung ha ko ít ta cham ơn u son nư rô sen các hani cham cho nai ne yo Cảm ơn lỗi thôi nữa rồi xin các ok tốt Yeah, rồi em sẽ chắc tốt này chắc chắn rồi tôi đã tập trung vào việc có đủ giấc ngủ cũng thật là tuyệt vời khi tôi ưu tiên giấc ngủ. Nè, để có một cái đó. Chắc chắn rồi. Tôi đã tập trung vào việc cô dự chết nếu không ta là quê phối thì tôi ưu tiên giấc ngủ. Giấc ngủ. Giấc ngủ trăm mừng. Chắc Cảm ơn cha ta. chắn rồi nên bài tập này không? Nè, bài tập Môn này không? À, chắc chắn rồi, chắc chắn rồi, cái lần này. Rồi, tôi đã thấp chung lần này không? Bảo vệ bài lần này không? Ồ, lần này không? Dư dắt, dư dắt.
Thật là thuyết phối. Tôi ưu tiên giấc Xin ngủ, giấc ngủ. u son À, hai bốn man thôi tôi léo mô nè stock lại. nè chắc chắn rồi, tôi đã tập trung vào việc có đủ giấc ngủ, cũng thật là tuyệt vời khi tôi ưu tiên giấc ngủ. À, mình đã kéo chắc chắn rồi, tôi đã tập trung vào việc cậu chịu chắc ngủ cung. Ta là tuyệt vời khi tôi ưu tiên giấc ngủ. Giấc ngủ mà được sao? Nè. Ưu tiên cách tên U son, lôi, tôi đã mà được xin để tập trung lực của vào 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 viết 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 bài xong phải phát tôi âm đúng chưa chắc giờ, chưa chắc nhưng chưa chắc lý do nhớ là nhớ thầy chung không biết thật là đấy thật là ngắt đoạn câu quất đúng chỗ bội nào khi tôi khi khi đọc ưu tiên thầy chắc người. Ok không cái thì đấy không cô thầy đang đọc gì. chắc nu mà tôi sao khán trả ok chắc chắn rồi chắc nu thất quan trọng rồi. Chắc chắn rồi chắc như tập quan trọng rồi rồi sức khỏe không thể bạn ta có lý càng càng thắng đất không à. Ý nghĩa thiên hành là gì chắc chắn rồi thằng nghe là chỗ bà chơi chắc chắn rồi Bulon y chô, à lo Bulon nghĩ chỗ y giấc nữ tốt chôn chô. Ô quân chào mừng. Cảm Chúng ta ơn. Nên chẳng. Tôi không chế. Tông chế là gì? Không thể hàn sữa sao dù. Cái số hộp sở. Con gan sức khỏe. Con gan hay cái số hộp sở. Nè. Không thể mà. Không thể. Thế là nó chứ jong sumen은 전체 아 전체적인 건강에 정말 전체 통틀라 전체 통틀라 전체. 전체 통테 민 전체 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 올 giấc ngủ tốt quan trọng Mỗi tôi. ngày Tôi vội sức thầy khỏe thử chân đọc xe không tới gà một nghe thì phát âm của thầy sẽ chúng đọc từng tôi chữ. hành go quan trọng tôi là chủ nhiều hiểu sao bên ta quản lý căn năng căng căng tăng buổi đó tôi không căng tăng là gì Căng thẳng ở stress. à stress quản lý được 어떻게 해요? Bạn đã quản lý căng thẳng tốt không? Nè. Ok, so em tốt cao thiên bích. Nè. Chắc chắn rồi, giấc ngủ tốt quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Bạn đã quản lý căng thẳng được không? Ok, thăm bằng hai bút kéo. Nè. Chân hi. Tăng rồi giấc ngủ tốt quan trọng tôi bồi sức khỏe không thế bạn đã quản lý thẳng thắn tốt không tốt không đất không đất không
Đấy. Chắc chắn rồi, ok. À, nói à, Nico, chắc chắn rồi, rồi. À, dắt, à, Nico, dắt, nữ, tốt, quan trọng, à, tôi, bồi, sức khỏe, không thể, à, Nico, không thể, ban là gì thế, ban đã quản lý, quan 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 lý càng thăng đức phòng càng đắc đức. Ông ban thôi một kiểu chẳng này Nè, nó chắc chắn rồi, giấc ngủ tốt quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Bạn đã quản lý căng thẳng được không? căng thẳng được không mẹ, chắc chắn rồi, giấc ngủ tốt quan trọng đối với sức khỏe tổng thể, bạn đã quản lý căng thẳng được không? Chân quên nuôi cái nào nhỉ, lôi đấy, dắt dắt ôi dắt dắt nhú tốt quan trọng đối với sức khỏe, không thể bạn bạn đã quản lý tăng Căng thẳng. tăng đức đức tác phẩm nè mà chị má rồi đi à đôi kia hồi cố gắng đúng tôi đã cố gắng tích phúc một số kỹ thuật tu dưỡng vào lịch trình hàng ngày của mình còn bán thì sao? Ý nghĩa thứ hai là gì? Tôi kỳ sometime tetero hồi cô khăn cô là ở đâu rồi Teronun, ô? Jokum, Himtun, Teto, Ichiman, Jonun, Insan, Inchon E, Mokachi, Hiusik, Kibok Bun, Thung Ham, Harioko, Norok Hamnita. Tàn sinh nương nhốt. Lịch Tàn. trình hàng ngày 날마다의 일정에 몇 가지 휴식을 기술을 하려보도록 합니다. 아, 오케이. 본반디사 당신은요? 오케이? 아, 이해했어요. 보태 이해했어요. Em sẽ đọc tờ cao tiếng Việt. Đôi khi hơi khó khăn, nhưng tôi đã cố gắng tích hợp một số kỹ thuật thư giãn vào lịch trình hàng ngày của mình. Còn bạn thì sao? Yeah, mình một kiểu Này. đôi khi hồi cố gắng chúng tôi đã cố gắng tích hợp một số kỹ thuật tư duy vào lịch trình hàng ngày của mình còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao hả xin lỗi Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Còn bạn thì sao? Nè. Đôi chị hồi hồi Đúng rồi, hồi đúng rồi. cố gắng những mình này tôi đã cố gắng tích khóc một số kỹ
좋아요. 뭐 속기 투옷 투옷 맞았어요. 루지안 오 바오 릭징 틀렸네. 항라이 왜 항라이가 쓰이지? 항라이 에브리데이 날마다 고민 맞았네요. 본반 맞아요. 본반 이 사오 맞았는데 한번더 읽어줄래요? 독 네, 라이 một cái đôi khi hơi khó khăn nhưng tôi đã cố gắng tích hợp một số kỹ thuật thư giãn vào lịch trình hàng ngày của mình. Còn bạn thì sao? ok Fighting. tôi chỉ hồi cổ ăn những tôi đã cố gắng tích hợp một số kỹ thuật hướng dẫn vào lịch trình hàng ngày của mình cộng bạn thì sao cô bạn thì à cộng bạn thì sao ok à, tôi chỉ hồi 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 à, cô chẳng quá thật sự nè nhưng tôi đã cố gắng tích hợp một số kỹ thuật tư gian mà sở vào lịch trình hàng ngày của mình của bạn thì sao ok nè cô mau rồi cô 녹음은 중지하고